Bị cưa làm đôi. Ôi da, cái gì thế? Định ngủ cho quên cơn đói mà ngủ không yên. Đói quá đi mất. Được, được, đúng rồi. Sao trước giờ mình không nghĩ ra nhỉ? Trộm được bộ quần áo này mà vừa vặn ra phết. Ta sẽ ra ngoài ăn xin dưới danh nghĩa quyên góp cho nhà chùa. Cách này chắc chắn thành công. Phải kiếm nhà nào thật giàu, người ta mới đóng góp nhiều. Có ai ở nhà không? Vị này là A-di-đà Phật. Xin chào thí chủ. Bần tăng là hòa thượng của chùa Thái Bạch. A-di-đà Phật, tôi nay xuống núi để quyên góp tiền sửa lại chùa. Mong thí chủ mở lòng từ bi, đóng góp cho bổn chùa làm phước. Đóng góp tiền ư? Có thấy sư thầy nào đi quyên tiền bao giờ đâu nhỉ? Có đúng là quyên cho chùa không đấy? Tôi nào dám nói dối. Tôi chỉ thay mặt bổn chùa thôi. Nhưng nhà tôi không có tiền, không góp đâu. A-di-đà Phật, nếu thí chủ đóng góp cho nhà chùa thì sẽ được tích đức. Sau này chết xuống âm phủ sẽ không bị Diêm Vương tra tấn. Hả? Diêm Vương tra tấn? Vì cái gì? Đúng thế, Phật Pháp có dạy, phàm khi còn sống thấy người hoạn nạn không ra tay giúp đỡ thì khi chết xuống âm phủ sẽ bị Diêm Vương xử tội. Tùy tội mà xử nặng hay nhẹ. Hơn nữa, đây là việc công đức nhà chùa. Tôi e bà sẽ bị xử nặng đấy. Thật, thật thế sao? Nếu bà không tin thì thôi, tùy bà, tôi cũng không ép. Chào bà. Đợi đã, sư thầy chờ một lát, để tôi vào trong lấy tiền. Đa tạ thí chủ. Cách của mình đúng là hay thật. Đi đến đâu, ai nghe mình nói cũng đều sợ chết khiếp. Cứ thế này thì không lo bị đói rồi. Thôi, đi kiếm ăn thôi. Sư thầy nói thế nào ấy chứ? Tôi nghĩ làm gì có chuyện đó. Mà từ trước đến nay, tôi chẳng thấy có nhà sư nào nói như sư thầy. Tôi chẳng tin. Ông nhớ đấy, nhất định ông sẽ bị trừng phạt. Tôi chả sợ kiểu trừng phạt như thế. Sau khi xem xét, bổn vương thấy ngươi sống trên trần gian cũng không làm điều gì ác, lại trung thực thẳng thắn, nên kiếp sau cho đầu thai làm người. Giải vào trong. Đội ơn Diêm Vương. Bây giờ hai vị đưa tôi đi đầu thai ạ? Chưa được, phải một thời gian nữa ngươi mới được đầu thai. Bây giờ ngươi phải sống cuộc sống dưới địa phủ như những người đã chết khác. Trông hắn ta quen quen, hình như mình đã gặp ở đâu rồi. À, đúng rồi, hắn chính là tên hòa thượng đến xin mình đóng góp tiền xây chùa đấy mà. Hai vị quỷ sai, gã hòa thượng kia phạm tội gì mà lại bị trói thế ạ? À? Trên trần gian, hắn chuyên nói dối lừa người, nên khi chết mới bị Diêm Vương xử tội cưa ra làm đôi. Nếu thí chủ đóng góp cho nhà chùa thì sẽ được tích đức. Sau này chết xuống âm phủ sẽ không bị Diêm Vương tra tấn. Thì ra là thế. Tôi vừa gặp một người quen, xin hai vị cho tôi qua đó chào hỏi một chút được không ạ? À? Chỉ một lát thôi đấy. Đa tạ hai vị. Này hòa thượng, ông là... Thì ra là anh. Anh cũng xuống đây rồi sao? Phải, trận đại hồng thủy vừa rồi khiến hầu hết dân làng ta đều phải xuống đây. Có phải anh sắp bị cưa ra làm đôi vì làm điều xấu trên trần gian không? Không. Không phải, vì chùa miếu trên dương gian cũ nát, hư hỏng nhiều, ít người làm hòa thượng như tôi. Không ngờ xuống âm phủ cũng thiếu hòa thượng. Diêm Vương phải cưa tôi ra làm đôi để bù lại. Sống trên dương gian nói dối, chết xuống âm phủ mà vẫn còn nhớ trò dối trá. Tội ông đáng bị cưa làm đôi lắm. Viên uống Omega 369 Royal.
cho trái tim bền biển, cho mắt sáng tinh anh. Royan nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sun Pharma. Chỉ có thể là yêu. Chuyện kể về đôi trai gái yêu nhau thấm thiết. Họ đã cùng thề non hẹn biển, sẽ bên nhau mãi mãi. Rồi một ngày kia, chàng trai bỗng mắc phải trọng bệnh. Cô gái ngày đêm cầu nguyện cho anh, nhưng biến chuyển sức khỏe của chàng trai vẫn ngày càng xấu đi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng khả năng anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa. Hỡi thần tình yêu, người bắn mũi tên tình ái vào chúng con, mang anh ấy đến bên đời con, chỉ để chia ly tử biệt vậy sao? Hỡi cô gái, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Ngày ta nghe cô gọi tên ta giữa đầm đìa nước mắt. Ngay từ khi bắn mũi tên tác thành cho cô và chàng trai ấy, ta biết sẽ có ngày cô phải khổ đau. Nhưng mũi tên tình ái thì sao cản được. Giờ ta đến để giúp cô hóa giải phần nào nỗi buồn của mình. Người là thần tình yêu đó ư? Người đến giúp tôi ư? Cầu xin người hãy để anh ấy tỉnh lại, bằng giá nào cũng được. Vậy cô có dám đổi mạng sống của mình để cứu người mình yêu thương không? Tôi muốn cùng anh ấy chung sống trọn đời trọn kiếp. Nhưng nếu chỉ còn cách đổi mạng sống của mình để cứu lấy anh ấy, thì tôi xin bằng lòng. Ta sẽ giúp chàng trai ấy tỉnh lại. Cô sẽ trở thành bướm trong vòng 3 năm. Cô đồng ý chứ? Tôi đồng ý. Xin người hãy giúp cho anh ấy. Con tỉnh lại như một phép màu vậy. Ngàn lần cảm tạ trời đất. Mẹ, con bất tỉnh có lâu không? Trường hợp của anh Quân thực sự là một điều kỳ diệu. Chúc mừng cả gia đình nha. Con đã bất tỉnh đã gần 2 tháng nay. Chỉ mới vài hôm trước mẹ tưởng như mất con. Các bác sĩ đã hết lòng điều trị cho con, đặc biệt là cô Mai đây. Giờ thì tốt rồi. Con thấy khỏe hơn rồi. Mẹ đừng lo lắng nữa nha. Như đâu hả mẹ? Trước khi mê man, con nhớ là Như hôm nào cũng ở đây với con mà. Từ khi biết tin con có biến chuyển xấu, con bé không thấy tới nữa. Đã mấy hôm nay rồi, mẹ cũng không biết con bé đi đâu. Cô ấy có thể đi đâu? Ở thành phố này, con là người thân duy nhất của cô ấy mà. Em ở đây mà. Anh đã tỉnh lại thật rồi. Con phải đi tìm cô ấy. Con không thể ra ngoài bây giờ được. Con còn rất yếu. Mẹ để con đi. Không thấy cô ấy, con sao nằm đây được? Như, sao em nỡ bỏ đi không một lời từ biệt? Em ở đâu? Cố lên anh, em sẽ luôn dõi theo anh mà. Anh phải trở lại bệnh viện điều trị. Sức khỏe của anh còn rất yếu. Em ở ngay cạnh mà không thể nói gì được với anh, để anh khổ đau và tuyệt vọng nhường này. Sự biến mất đột ngột của Như khiến Quân chìm trong đau khổ. Ngày nào anh cũng ra đường tìm kiếm Như trong vô vọng. Anh đâu biết người yêu chính là bướm nhỏ kia. Thời gian sẽ trôi nhanh thôi, và cô sẽ được trở lại bên cậu ấy. Xin người hãy giúp cho anh ấy lấy lại được sự thăng bằng. Chỉ có tình yêu mới giúp anh ấy thôi. Nhưng lời nguyền thì không thể phá bỏ. Sau 3 năm cô mới có thể trở lại. Thưa người, tôi không thể chứng kiến anh ấy đau khổ vậy thêm một ngày nào nữa. Xin người hãy bắn mũi tên tình yêu cho anh ấy và một cô gái khác. Với một cô gái khác ư? Cô chấp nhận hy sinh như vậy sao? Vâng, xin người hãy giúp cho anh ấy. Thời gian cứ thế trôi đi. Bướm nhỏ quay trở lại tìm chàng trai. Anh Quân này, cảm ơn anh vì món quà sinh nhật nhé. Em rất thích. Anh phải cảm ơn em mới phải. Nếu không có cô bác sĩ vui vẻ như em ở bên động viên, thì anh chẳng thể vượt qua những ngày tháng điều trị trong bệnh viện năm trước được mất. Lúc đó em thật sự lo cho anh nhiều lắm. Sau khi tỉnh lại, anh bần thần rồi không ăn không ngủ. Mọi chuyện đã qua rồi Mai à, em đừng nhắc tới nữa. Có em ở bên, anh thấy rất bình yên. Nhờ mũi tên của thần tình yêu, Quân và Mai đã nảy sinh tình cảm, thương mến nhau. Bướm nhỏ chơi vơi giữa khoảng trời xuân, khi trước mắt mình là người yêu hạnh phúc bên một cô gái khác. Đi dưới con đường xanh lá xưa kia, anh cùng cô hò hẹn. Mùa hè năm ấy đặc biệt dài. Mỗi ngày bướm nhỏ lại bay đi trong đau khổ. Những lời thủ thỉ giữa chàng trai với người con gái
Tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của họ cứ như những ngọn gió lạnh buốt. Rồi mùa xuân năm thứ ba cũng tới, lời nguyền giữa thần tình yêu và bướm nhỏ đã kết thúc. Cô có cảm thấy hối hận không? Tôi không hối hận. Giờ là lúc cô có thể trở lại là như của ngày nào rồi. Gặp lại cô, Quân sẽ suy nghĩ lại thôi. Tôi không muốn trở lại là người nữa. Sao lại như thế được? Cô phải trở lại với Quân chứ. Cô không còn yêu anh ấy nữa sao? Tôi mãi yêu Quân, nhưng yêu một người đâu cần chiếm hữu. Giờ đây anh ấy đã được hạnh phúc. Tôi đã nghe được nhịp tim của anh ấy đập mạnh khi trao nhẫn cưới cho cô gái. Anh ấy đã có tình yêu thật sự rồi. Chỉ cần thế là đủ. Hãy cho tôi được làm bướm nhỏ suốt đời. Mỗi khi xuân về, tôi sẽ trở lại đậu trên vai anh ấy một chút thôi. Chìa khóa hạnh phúc. Ôi, tôi bận quá. Hôm nay mới tới thăm hai mẹ con. Bà giỏi thật đấy, hai đứa nhà bà cũng nhỏ xíu. Bà vừa đi làm, vừa trông con, mà trông như con gái còn son thế kia. Có bí quyết cả đấy. Mà sao bà mới đẻ một đứa, trông đã sập sệ thế kia. Vậy hả? Trông tôi tệ lắm hả? Chắc tại tôi mãi chăm con, cũng không chăm chút được ngoại hình nhiều. Không được, phụ nữ ấy mà, tuổi thanh xuân qua nhanh lắm. Không chịu khó giữ gìn, chả mấy mà già, rồi nhăn nheo như trái cà. Lúc đấy mình còn chán mình nữa, huống chi là chồng. Thì biết sao được bà, ở nhà chăm con mọn, sửa bỉm rồi nấu nướng, việc nhà đã choáng hết thì giờ rồi, đâu còn thời gian để ý tới gì khác. Bà phải đi tập gym giảm béo đi, ai lại để người xồ xề thế kia. Tóc tai nữa, bù xà bù xù, đi cắt tỉa lại ngay cho tôi đi. Mặt mũi này trông mệt mỏi nhợt nhạt quá, đi massage mặt nữa nhé. Thế hả? Còn phải sắm sửa mấy bộ đồ mới đi, chật chật trông lôi thôi quá à. Hả? Tôi mà đi làm ngần ấy thứ thì lấy ai trông con làm việc nhà bây giờ? Giúp việc. Bí quyết của tôi, chìa khóa hạnh phúc của mỗi gia đình ấy. À, ra vậy. Hôm nay chị nấu cháo gà cà rốt cho Kubi nhé. Thịt bò trong tủ lạnh thì làm bít tết. Nhớ chiên tái thôi chị nhé. À, dạ vâng, tôi nhớ rồi. Chị nhớ phơi quần áo trong máy giặt. À, ép nước quýt cho cô Bi uống nha chị. À, vâng, tôi biết rồi. Mẹ. Bi ngoan, lại mẹ yêu nào. Ôi trời, tè dầm ướt hết người mẹ rồi. Chị Mai, chị Mai ơi. Chị thay quần cho cô Bi này. Tè ướt hết cả. Giờ tôi còn phải đi tập yoga nữa. Mẹ, đi ở nhà ngoan nha. Chị nói anh Phong cứ ăn cơm trước đi nhé. Tẹo em còn hẹn gặp mấy cô bạn. Cậu Phong vẫn chưa ăn cơm à? Cô Mai đã nói là hôm nay về muộn mà. Chị ngồi ăn cùng tôi cho vui, chị Mai. Ừ, dạ thôi, tôi ăn ở dưới bếp quen rồi. Chị ăn cùng coi như tội nghiệp tôi đi mà. Ăn một mình hoài, tôi không nuốt nổi. Vâng, thế mời cậu ăn cơm. Chị cứ tự nhiên nhé. Chị ăn nhiều vào, còn có sức khỏe giúp vợ chồng tôi. Chứ như Hòa, cô ấy cứ ăn kiêng ăn khem. Đang nuôi con nhỏ mà chỉ lo giữ dáng. Dạ, tôi thấy cô Hòa xinh lắm ạ. Ai như phụ nữ nông thôn chúng tôi, cục mịch không à. Hòa mà nghe thấy là sướng lắm đó. Bây giờ cô ấy chỉ lo giữ da, giữ dáng cho đẹp, chẳng còn như xưa. Mẹ, 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 mẹ. Bị sốt cao quá, những gần 39 độ. Hòa ở đâu mà không thể liên lạc được. Để tôi pha thuốc hạ sốt cho Bi. Cậu đừng lo lắng quá. Trẻ con tiêm phòng xong vẫn sốt vậy đó.
sao anh ngồi ngoài này một mình làm gì? Sao em về muộn vậy? Điện thoại thì không liên lạc được. Em đã nói hôm nay dự hội thảo về muộn mà. Trong đó ồn ào, em đâu biết có điện thoại. Bị nó sốt cao, quấy khóc suốt từ chiều đấy, em biết không? Chắc do phản ứng sau tiêm phòng thôi. Bác sĩ đã cảnh báo trước. Em cũng dặn chị Mai có gì cho con uống thuốc hạ sốt rồi mà. Cái gì cũng chị Mai. Em là mẹ kiểu gì thế hòa? Sao anh lại nói thế? Bé Bi cũng 1 tuổi rồi, đâu còn sơ sinh nữa mà bắt em kè kè bên con. Anh không thấy nhiều người còn đi làm từ 3-4 tháng cũng giao con cho giúp việc cả, có sao đâu. Em đáng ghét. Em mất công đi tập tành, làm đẹp, dự hội thảo về giữ gìn gia đình hạnh phúc là vì ai chứ? Đáng mát mà, có sốt nữa đâu. Dạ, bị uống thuốc hơn 4 tiếng rồi nên không thấy sốt lên nữa. Thế chắc không sao đâu. Đêm nay chị thức theo dõi Bi cho em nhé. Em mà mất ngủ là mắt thâm xì vào ghê lắm. Vâng, cô cứ đi ngủ để mai còn đi làm. Để Bi tôi trông cho. Mẹ, 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 mẹ. Chị Mai ăn cá này đi. Mấy khi tôi câu được cá to thế này. Cô Hòa hình như cũng chỉ ăn cá chứ không ăn thịt à? Cô ấy thì chắc chuyển sang ăn chay để giữ dáng quá. Rồi thì tập tành, tennis, khiêu vũ, bơi lội suốt cả. Lúc nào cũng chỉ sợ mình xấu. Cô Hòa đẹp sẵn nên chỉ cần chăm chút tí xíu là khác liền à. Chứ phụ nữ nông thôn chúng tôi đâu có. Phụ nữ cứ tròn trịa, phúc hậu là đẹp nhất. Thời ngày xưa người ta cũng thích vẻ đẹp phồn thực như Mai vậy. Tuần sau tôi có việc ở quê. Tôi xin phép được nghỉ 3 ngày à. Hả? Những 3 ngày? Nhà này sao thiếu Mai được chứ? Không sao đâu. Tôi đã báo với cô Hòa rồi. Cô ấy nói sẽ thu xếp ở nhà mấy hôm. Vậy tôi sẽ lái xe đưa Mai về quê. Không cần phiền cậu vậy đâu. Tôi tự đi xe khách được mà. Tôi không thấy phiền gì hết. Tôi lo lắng cho Mai, giống như cách Mai lo lắng và chăm sóc cho 2 bố con tôi vậy. Là cô Hòa về à? Em đã nghĩ mình phải thật xinh đẹp để giữ lấy trái tim anh. Vậy mà anh lại trách em bỏ bê anh và gia đình để rồi hướng về người khác. Có phải em đã sai khi hiểu nhầm về hạnh phúc? Viên uống Omega 369 Royan cho trái tim bền biển, do mắt sáng tinh anh. Royan nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạc Ma. Đồi thông hoàng hôn. Xin lỗi em, lúc nãy đường tắc quá. Thôi, anh tập trung mà lái xe đi. Kẹo cái xe cổ thế kỷ trước của anh lại hút tôi vào bờ rào như mấy hôm trước đấy. Anh sẽ đi cẩn thận mà. Đừng giận nữa nhé. Cuối tuần này anh đưa em đi chụp ảnh hoàng hôn ở đồi thông nhé. Chịu không nào, em thích nhất là chụp ảnh mà. Cũng lâu rồi anh không đưa em đi. Anh nghĩ tôi còn 17-18 tuổi chắc mà bảo tôi đến đồi thông. Vợ người ta thì được chồng đưa đi spa này, resort nọ, nước ngoài nước trong. Còn anh đến cái xe đi làm cũng sáng nổ lớp, tối phá xăm. Tôi chán lắm rồi. Anh về đi, kẻo lỡ... Không sao. Có gì mà em phải ngại thế? Đồng nghiệp đi nhờ nhau một đoạn đường không được sao? Em... Thôi anh về nhé. Sáng mai anh chờ ở đây. Đức nói đúng. Đồng nghiệp đi nhờ có sao? Mình cứ nói với Nam như vậy là được rồi. Anh đến rồi này. Gọi mãi không thấy em nghe. Này em... Em về sớm nên đi xe buýt về rồi. Em quên không bảo anh. Thôi em dập máy nha. Sao mình lại nói dối? Mà có gì ghê gớm đâu. Đức tốt và thật lòng thôi mà. Em mệt đấy à Linh. Sao không đợi một lát anh qua đón? Đi xe buýt giờ tan tầm chen lấn, xô đẩy. Ngồi trên cái xe lọc cọc của anh em càng mệt nữa.
Từ mai em sẽ đi làm bằng xe buýt, anh không phải đưa đón em nữa. Dù sao cơ quan của em cũng không tiện đường đi làm của anh mà. Em đi xe buýt sao được? Em bảo đi được là đi được mà. Linh, Linh, em giận anh đấy à? Anh à, mình qua bên kia với mọi người đi. Không người ta lại nói ra nói vào, lỡ mà đến tay chồng em, còn cả vợ anh nữa. Có sao đâu, chả lẽ đồng nghiệp thì không được thân nhau à? Thôi, đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Anh sẽ chụp cho em một bộ ảnh biển đẹp hoành tráng luôn. Thích quá. Thích anh, thích ảnh hay là thích biển hả? Thích tức, đi với anh vui lắm. Nắng quá, hay mình vào trong đi anh. Nắng chụp mới đẹp chứ. Em cười tươi lên đi. Tạm biệt biển nhé, mình phải về nhà rồi. Mình sẽ quay lại bất cứ khi nào em muốn mà. Linh đây à, bộ ảnh biển của em anh gửi vào email cho em rồi nha. Về nhà anh quên mất. Mà mấy hôm nay sao không thấy em đi làm? Em bị ốm từ hôm đi biển về, sao hôm nay anh mới gọi em? À, anh hơi bận, em đi tí mà cũng ốm thế. Vậy nghỉ đi nhé. Em đi tí mà cũng ốm thế. Vậy nghỉ đi nhé. Em dậy ăn cháo rồi uống thuốc ngay đi nhé. Trưa anh về sớm. Em chụp ảnh ngoài nắng toàn bị nheo mắt thôi. Mà em yếu lắm, ra ngoài trời nắng là ốm ngay, nên chỉ được chụp ảnh trốn nắng thôi. Chiều nghiêng nắng, chiều hoàng hôn thì mới ra ngoài được. Chỉ ở đồi thông của anh em mới cười tươi như thế thôi. Chồng ơi, sao thế? Em đỡ sốt hơn chưa? Hôm nay mà em không đỡ là phải đi viện đấy. Em xin lỗi anh. Xin lỗi vì chuyện em đi công tác với cơ quan rồi phơi nắng đấy hả? Em... Đúng là em phơi nắng, em say nắng, nhưng mà bây giờ em tỉnh rồi. Được rồi. Anh không bắt em đi viện đâu mà khóc thế. Xem kìa, như trẻ con, ăn rồi uống thuốc. Anh mua phở sốt vang em thích đây nè. Khi nào em khỏi ốm, anh cho em đi chụp ảnh đồi thông hoàng hôn nhé. Nhất định rồi. Điều trái ngược với yêu thương. Anh gọi tôi ra đây có việc gì? Ừ, anh... Mà em có khỏe không? Vẫn sống tốt chứ? Tất nhiên là tốt rồi. Cảm ơn vì anh đã quan tâm. Nhưng không có anh, cuộc sống của tôi vẫn luôn tốt. Em vẫn còn giận anh à? Anh hỏi tôi giận anh sao? Không, tôi không giận anh mà tôi hận anh. Anh đã từng lạnh lùng bỏ mặc tôi, vậy sao giờ quan tâm tôi làm gì? Hiện tại tôi đã có gia đình, rất hạnh phúc và không muốn gặp lại anh nữa. Tùng và Lan yêu nhau từ thuở 19, khi bắt đầu bước vào đại học. Cả hai bên nhau cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Nhưng người đời nói chẳng sai, con gái yêu con trai bằng tuổi, thiệt thòi đủ đường. Bởi lẽ, chàng trai bằng tuổi sẽ trẻ con và chẳng đủ trưởng thành để có thể biết trân trọng và yêu thương cô gái bên mình. Bên nhau 7 năm, thời gian đủ dài để Lan mong có một đám cưới hạnh phúc. Nhưng anh nghĩ rồi, anh còn trẻ mà đây lại là cơ hội tốt, đâu phải dễ gì có thể sang nước ngoài để phát triển. Vậy còn em, 7 năm bên nhau, chúng ta như hình với bóng, giờ là lúc cả hai ổn định, có thể về chung một nhà, vậy mà anh lại... Em chẳng hiểu gì cả. Anh đi 3 năm rồi sẽ về cưới em. Sang bên đó là 1 năm, bằng mình phấn đấu cả vài năm ở nhà. Anh đi vì tương lai của cả hai, em còn mong gì nữa? Anh nói vì chúng ta, vậy anh có nghĩ đến thanh xuân của em? 3 năm nữa, lúc đó em đã 29 tuổi rồi. Bên nhau còn chẳng ăn ai, huống hồ xa nhau cả nửa vòng trái đất. Em suy nghĩ nông cạn, vậy anh cũng hết lời. Anh đã làm xong thủ tục hết rồi. Cuối tháng này anh bay. Nếu anh đi, anh sẽ mất em đó.
Em chờ được thì tốt, còn nếu tìm được ai đó tốt hơn, em có thể lựa chọn thay anh. Tại sao lại có thể vô tâm mà nói những lời đó với em được chứ? Khi xưa anh đã quá ích kỷ, quá vô tâm, để rồi giờ đây anh hối hận thì đã quá muộn rồi. Về rồi hả cháu? Dạ vâng. Có chuyện gì hay sao mà nhìn cháu buồn rầu thế? Dạ không, không có chuyện gì đâu ông ạ. Lại đây giúp ông chút việc cho vui nào. Cháu hãy sắp xếp tiệp ảnh này theo thứ tự thời gian mà ông đã ghi ở đằng sau nha. Thấy có gì phiền lòng, cứ tâm sự với ông nào chàng trai. Ông ơi, con người ta đau khổ nhất là khi nào hả ông? Con người ta đau khổ nhất là khi mất đi người mình yêu thương. Cháu nghĩ không phải thế đâu ông ạ. Con người ta đau khổ nhất là khi người mà mình yêu vẫn hiện hữu ở đó mà ta phải làm như không quen không biết, bởi họ rất hận ta. Đó chính là điều đang làm trái tim của cháu trai ta đau nhói ư. Ông có nhớ Lan, người yêu cũ của cháu? Cô ấy ngày xưa cũng hay đến nhà mình chơi không ạ? Ông nhớ chứ. Con bé ngoan ngoãn, hiền lành và rất thương cháu. Vâng, chúng cháu đã trải qua cả tuổi thanh xuân bên nhau, ấy vậy mà chỉ vì bản tính cả thèm chóng chán, muốn chinh phục thứ mới mà cháu đã nghĩ rằng tình yêu là thứ yếu và bỏ mặc cô ấy. Giờ đây thì có tất cả sự nghiệp trong tay, cháu mới nhận ra cháu mãi vẫn chỉ yêu một mình cô ấy. Khi cháu đủ trưởng thành để trân trọng cô ấy thì đã quá muộn rồi. Ngày con bé cưới chồng, nó cũng có đến mời ông. Nó nói rằng nó muốn được làm cháu dâu của ông, nhưng kiếp này e không thể. Mất cô ấy là điều mà cháu hối hận nhất, nhưng đau lòng nhất lại là cô ấy rất hận cháu ông ạ. Trước đây chúng cháu yêu nhau rất nhiều, và giờ cô ấy hận cháu vô cùng. Còn gì đau khổ hơn việc người yêu mình không còn chút tình cảm nào với mình nữa cơ chứ? Cháu nói vậy cũng không hẳn là đúng. Trái ngược với yêu không phải đã là thù hận. Sao ông lại nói vậy ạ? Chẳng phải hận thù thì là cái gì được cơ chứ? Ông ví dụ như thế này cho cháu dễ hiểu nha. Nếu như 50 năm nữa, khi cả cháu và Lan đã già và vô tình gặp lại nhau vào một buổi chiều ngập nắng, lúc đó cây Lan vẫn nói với cháu câu tôi hận ông. Nếu thật sự như vậy á, thì ông nghĩ cháu nên vui mừng hơn là thấy đau khổ. Bởi chẳng ai rảnh để mà có thời gian hận một ai đó cả năm tháng dài suốt một cuộc đời. Cháu à, yêu một người đã khó, hận một người lại càng khó hơn. Yêu khiến con người ta vui vẻ, và hận luôn mang lại cái cảm giác mệt mỏi trong lòng. Vậy tại sao người ta vẫn hận cháu? Hận bởi vì cái tình cảm yêu thương kia nó còn quá sâu đậm mà không thể tan biến. Hận là một sự nuối tiếc và là điều không thể quên. Như cái ví dụ của ông ban đầu, giả sử lúc đó cháu hỏi cái Lan rằng bà vẫn khỏe chứ, nhưng cái Lan lại ngẩn người ra mà nói rằng ông là ai nhỉ, chúng ta quen nhau sao? Cháu có hiểu cảm giác lúc đó không? Lúc đó cháu sẽ hiểu được rằng trái ngược với yêu không phải là hận mà là sự lãng quên, và rằng trái tim họ chẳng còn chút tình cảm vương vấn gì dành cho cháu, nên họ sẽ dễ dàng quên lãng cháu đi như một người vô hình. Sự lãng quên ư? Thật đáng sợ, nhưng cháu chưa từng nghĩ tới. Và có những sự lãng quên không hẳn vì không còn tình cảm, nhưng nó cũng đủ làm cho chúng ta sợ hãi. Cháu có biết vì sao ông lại làm một cuốn album mới như vậy không? Dạ không ạ. Ta và bà nội đã khuất của cháu bên nhau 60 năm nay. Đó là cả quãng đường yêu nhau hạnh phúc. Chúng ta chẳng hận nhau, chẳng xa nhau mà đến tận cuối đời vẫn luôn yêu thương nhau. Nhưng thời gian và tuổi già thật khắc nghiệt làm cho trí nhớ của ta dần giảm sút. Bà nhà ơi, có thấy bà nó ở đâu rồi không? Bố ơi, bố lẫn quá rồi, mẹ con mất được 2 năm rồi mà. Trí nhớ của ông ngày càng kém đi bố mẹ nhỉ? Ông
rất sợ một ngày nào đó sẽ chẳng nhớ nổi bà ấy là ai. Nếu như vậy, cho dù ông không biết gì, nhưng trái tim ông sẽ rất đau khổ, và bà ấy ở dưới suối vàng cũng sẽ buồn lắm. Vậy nên ông làm cuốn album này để mỗi ngày mở ra tự nhắc nhở chính mình. Nhất định ông sẽ không quên bà mà ông. Cho dù là trường hợp của ông hay cháu thì sự quên lãng đều vô cùng đáng sợ. Khi các cháu còn trẻ thì yêu và hận có thể dễ dàng nói ra, nhưng qua thời gian, qua trải nghiệm, cháu sẽ có những cảm nhận sâu sắc hơn. Bởi lẽ dù yêu hay hận thì đó vẫn là một vị trí người ta dành cho cháu. Lỗi là ở cháu, mọi thứ đã qua không lấy lại được. Đừng có mãi đau khổ vì điều đó nữa, mà hãy vui vì con bé đã không quên cháu. Đây là bài học mà cháu cần phải trải qua, bài học để biết trân trọng thứ quý giá bên mình. Cháu hiểu rồi ông ạ. Cháu không nên có dằn vặt vì nghĩ cô ấy hận mình. Cháu sẽ cố gắng sống thật tốt và không phạm sai lầm này thêm một lần nào nữa. Viên uống Omega 369 Royan cho trái tim bền biển, do mắt sáng tinh anh. Royan nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạc Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.